Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức thảo luận cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên thảo luận của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân, các đại biểu cho rằng cần tăng thêm tỷ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đặc biệt cho phép huyện Nghi Xuân được hưởng cơ chế đặc thù để tạo nguồn lực phát triển, về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm đối với một tổ chức tham gia bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ với mức 50 triệu đồng trên năm. Theo nhiều đại biểu là quá thấp. Một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung thêm giáo viên cho nghi xuân, bởi hiện nay địa phương này còn thiếu hụt một lượng lớn giáo viên đứng lớp theo quy định.